xin kính chào quý vị. Để giúp quý vị nắm bắt được những vấn đề đáng quan tâm, chúng tôi đã tổng hợp những thông tin quan trọng đưa ra trong chương trình ngày hôm nay. Dưới đây là những nội dung đáng chú ý. Vụ đầu độc cha và bà nội ở Tiền Giang bị can lên mạng tìm kiếm cách hạ độc. Bắt giam thầy giáo làm chuyện đồi bại với hai nữ học sinh lớp 4. Hai bãi xe lậu của nhà xe thành bưởi sáp bị dẹp, lật tẩy bác sĩ thẩm mỹ giỏi nhất Đà Nẵng chỉ mới tốt nghiệp cấp 3, bắt cặp đôi chủ thầu xây dựng thuê người nghiện làm thợ, trả lương bằng ma túy. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị trong phần tiếp theo. Mời quý vị cùng theo dõi. Ngày chiều ngày 25 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Liên quan vụ việc hai người tử vong sau khi uống sữa nghi do bị đầu độc, tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Minh Kiều, sinh năm 2009, ngụ huyện Cái Bè, đại tá lộc cho biết kêu lớn lên trong hoàn cảnh cha mẹ không hòa thuận dẫn đến ly thân nhiều năm nay người mẹ sống bên ngoại nuôi ba đứa con còn cha sống bên nội nghiện rượu kêu bỏ học từ rất sớm hoàn cảnh như vậy dẫn đến việc đối tượng kêu có thủ hẳn với người cha từ khi còn trong trứng nước bị can còn lên mạng tải phim đen về điện thoại xem trong lịch sử tìm kiếm trên mạng của kêu công an phát hiện đối tượng lên google hỏi cách giết cha cách đầu độc như thế nào Đại tá Lộc nói và cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục làm rõ các tình tiết trong vụ án và đối tượng liên quan nếu có để xử lý theo quy định pháp luật. Trước đó ngày 14 tháng 10, gia đình phát hiện ông Phạm Văn Y, 45 tuổi tử vong khi đang ngủ, nghĩ ông Y tử vong vì trúng gió. Gia đình tổ chức làm đám tang cho ông Y mà không báo cơ quan công an. Tối ngày 14 tháng 10, mẹ ông Y, bà Phạm Thị Pi, 83 tuổi đói bụng nên được người nhà pha sữa cho uống. Sau khi uống sữa xong, bà Pi xanh sao, miệng chảy nước bọt, tay chân co giật, Tiểu mất tự chủ nên gia đình đưa đi cấp cứu nhưng bà Pi tử vong sau đó. Đến sáng ngày 15 tháng 10, ông Phạm Minh Ti, 55 tuổi, con của bà Pi, cũng đói bụng nên pha sữa uống và gặp các triệu chứng tương tự như bà Pi. Từ đây, mọi người bắt đầu nghi ngờ sữa có vấn đề và trình báo công an. Ngày 20 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tiền Giang đã bắt khẩn cấp Phạm Minh Kiêu. Làm việc với cơ quan công an, Kiêu khai nhận, cha mẹ ly thân khi quận 6 tuổi, Kiêu và hai em về ở với mẹ bên ông bà ngoại. Năm 2021, khi bỏ học và cùng mẹ làm ở vườn trái cây của dì ruột. Khoảng 2 đến 3 năm gần đây, buổi tối kêu về ngủ tại nhà của bà nội và cha, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè. Cha thường xuyên uống rượu, nhiều lần kêu nói cha bỏ rượu thì bị la mắng nên nảy sinh ý định giết cha. Ngày 13 tháng 10, kêu cùng em đi xin thuốc bà chó về thuốc chó hoang, sau đó, khoảng 23 giờ cùng ngày, kêu bỏ thuốc bà chó vào hộp sữa mà bà nội và cha hay uống khiến họ tử vong. Ngày 25 tháng 10 cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận đã bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Nhật, 56 tuổi, chú xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Được biết, ông Nhật là giáo viên trường tiểu học tại xã Hồng Sơn. Năm học 2022 đến 2023, ông Nhật là giáo viên chủ nhiệm lớp 4B, trong đó có hai học sinh là V, N, T, T và T, N, I, N, cùng sinh năm 2013. Quá trình điều tra công an xác định ông Nhật đã nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với hai em học sinh này. Trước đó, ngày 27 tháng 4, khi đang cho lớp làm bài tập, ông Nhật đến đứng sau lưng cháu em rồi dùng tay xâm hại tình dục cháu. Sau đó, người này tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại thêm một lần nữa, do lo sợ nên cháu em không dám phản kháng. Khi đi học về, thấy con gái V, N, T, T có biểu hiện đau rát bất thường ở vùng kín nên mẹ cháu gặng hỏi V, N, T, T đã kể lại sự việc cho mẹ nghe. Sau đó, mẹ em N, T, T đã đến công an xã tố cáo hành vi xâm hại của thầy Nhật. Sau đó, gia đình đến cơ quan công an tố cáo hành vi của thầy Nhật. Khi công an làm việc với Nhật, ông này còn khai nhận đã thực hiện hành vi tương tự như trên đối với cháu Y, nờ bạn cùng lớp với N. Hiện, cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận đang tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Theo đó, các chủ đất trên địa bàn phường An Phú sẽ chấm dứt hợp đồng cho thuê mặt bằng làm bãi xe với công ty trách nhiệm hữu hạn thành bưởi lãnh đạo phường An Phú cho biết, trên địa bàn có hai bãi xe lậu của công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi ở số 97 Mai Chí Thọ và trên đường Trục Chính, khu phố 3, cùng thuộc phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Bãi xe số 97 Mai Chí Thọ thuộc thửa đất số 25, tờ bản đồ số 34, cùng thuộc khu phố 3, phường An Phú, mục đích sử dụng là một phần đất ở, đất vườn, trồng cây lâu năm. Còn bãi xe trên đường Trục Chính thuộc một phần thửa đất số 23, tờ bản đồ số 26, mục đích sử dụng là đất nông nghiệp. Việc công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi thuê hai khu đất rồi lập bãi xe nhưng thiếu quy hoạch bến bãi và xây dựng một số công trình như khung sắt, mái bạc, container làm nhà vệ sinh là sai mục đích sử dụng đất. Trước đó ngày 18 tháng 10, ủy ban nhân dân phường An Phú đã làm việc với phía chủ đất cho công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi thuê hai mặt bằng nói trên. Trong buổi làm việc, phía chủ đất lập biên bản cam kết thống nhất sẽ chấm dứt hợp đồng cho thuê mặt bằng với công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi trong thời gian 15 ngày, tính từ ngày 18 tháng 10. Đồng thời phía chủ đất đề nghị công ty trách nhiệm hữu hạn thành bưởi phải tháo rỡ các khung sắt mái bạt thùng container làm nhà vệ sinh trả lại hiện trạng khu đất trên đường trục chính trước ngày 31 tháng 10. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Phường An Phú cho biết thêm, trường hợp sau ngày 31 tháng 10, các đơn vị có liên quan không chấp hành việc di rời, tháo rỡ thì chính quyền địa phương sẽ thực hiện cưỡng chế, xử phạt theo quy định. Được quảng cáo là bác sĩ thẩm mỹ giỏi nhất Đà Nẵng, nhưng khi cơ quan chức năng kiểm tra, nhân viên của cơ sở thẩm mỹ ID Korea chỉ mới học hết cấp 3, không có bằng cấp chuyên môn. Ngày 25 tháng 10, Công an quận Thanh Khê, Đà Nẵng đang củng cố hồ sơ xử lý cơ sở thẩm mỹ có nhiều sai phạm trên địa bàn. Trước đó, chiều ngày 24 tháng 10, đội cảnh sát kinh tế, môi trường công an quận Thanh Khê kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ ID Korea, số 265 đến 267 Hùng Vương. Cơ sở này hoạt động theo giấy phép kinh doanh dịch vụ phun theo xăm thẩm mỹ do Ủy ban nhân dân quận Thanh Khê cấp. Thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hợp đồng thu gom chất thải nguy hại theo quy định, không trang bị thùng rác chuyên dụng để thu gom, lưu giữ rác thải y tế, rác thải nguy hại tại cơ sở. Lực lượng chức năng phát hiện, bà L. T. H. 24 tuổi, chú Thanh Hóa đang thực hiện nâng ngực cho một khách hàng trong khi không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh theo quy định. Người này khai, bản thân chỉ mới tốt nghiệp cấp 3 và được nhân viên của cơ sở giới thiệu với khách hàng là bác sĩ thẩm mỹ giỏi nhất Đà Nẵng. Không chỉ thực hiện dịch vụ thẩm mỹ, Bà hát còn kiêm luôn khâu khám sức khỏe, lấy máu xét nghiệm cho khách, thế nhưng thực tế việc này chỉ để tăng lòng tin về tính chuyên nghiệp của cơ sở. Công an kiểm tra phát hiện số máu này đều được cho vào thùng rác trên tầng 3. Theo cơ quan công an, cơ sở nói trên hoạt động kinh doanh dịch vụ spa, thẩm mỹ và thực hiện các thủ thuật vào cơ thể của khách theo yêu cầu nhưng không có văn bản thông báo đáp ứng đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ của Sở Y tế Đà Nẵng. Bên cạnh đó, có 504 sản phẩm vật tư y tế chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ đội cảnh sát kinh tế, môi trường công an quận Thanh Khê đã lập biên bản ghi nhận toàn bộ nội dung kiểm tra tại cơ sở để tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm. Tại cơ quan điều tra các đối tượng khai khai, do điều kiện công trường xa khu dân cư khó tìm thợ xây nên bình bàn với huyền tìm thuê những người nghiện ma túy rồi trả công bằng heroin, thợ nghiện sẽ không nhảy việc. Ngày 25 tháng 10, thông tin từ công an huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị này vừa bắt 4 đối tượng tại địa bàn xã Sơn Bình, Huyện Tam Đường về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ vụ án, đầu tháng 10 năm 2023, Công an huyện Tam Đường nắm được nguồn tin đối tượng Nguyễn Văn Bình, sinh năm 1975, nơi thường trú thôn Hòa Trung, thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam cùng với Hà Thị Huyền, sinh năm 1971, nơi thường trú làng Trạm, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội đến cư trú tại bản Chu và 12, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường để nhận thầu xây dựng công trình khu du lịch sinh thái Cổng trời. Bình và Huyền sinh sống với nhau như vợ chồng. Ngày 23 tháng 10, tại bản Chu Pha 12, xã Sơn Bình, lực lượng chức năng đã bắt quả tang các đối tượng Bình, Huyền cùng đối tượng Lò Văn Ban, sinh năm 1967, xã Nà Tam, Tam Đường Hà Trung Kiên, sinh năm 1997, thị trấn Than Uyên, Than Uyên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng đã thu giữ tăng vật là 3,39 gram heroin, cùng hai quyển sổ ghi chép số lần phát heroin cho những người làm thuê. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai khai, do điều kiện công trường xa khu dân cư khó tìm thợ xây nên. Bình bàn với Huyền tìm thuê những người nghiện ma túy rồi trả công bằng heroin, thợ nghiện sẽ không nhảy việc nếu được trả công bằng ma túy, mặt khác sẽ có lãi nếu mua được ma túy giá thấp về chia nhỏ tính giá cao trừ vào tiền công thợ. Sau khi bàn bạc, Bình và Huyền tìm thuê được 11 người nghiện ma túy về làm thuê rồi giao tiền cho Lò Văn Ban đi tìm mua ma túy mang về đưa cho Hà Trung Kiên là một thợ xây được Bình tin tưởng chia thành các tép, gói nhỏ, rồi đưa cho Huyền cất giữ để hàng ngày giao cho Kiên thi sổ phân phát cho công nhân sử dụng, có đối tượng nghiện đã nhận ma túy 3 đến 4 lần ngày. Mỗi gói các đối tượng tính trị giá 70 không đ đến 100 không đ được ghi chép chi tiết vào sổ của Kiên và một sổ của Huyền. Cuối tháng Bình sẽ trừ tiền lương thợ và tính ra lãi từ việc mua heroin về trả công cho người làm, sẽ chia cho Ban, Tiên và Huyền. Hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tam Đường đã ra quyết định tạm giữ hình sự bốn đối tượng nêu trên và tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi quý vị đừng quên theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất xin chào và hẹn gặp lại